Ok, xin chào toàn thể anh chị em đến với chương trình vào bếp nha. Đây, hôm nay em nói thật với anh em chứ bây giờ đàn ông vào bếp thì thực ra là chắc vợ con cũng vống lắm thì mình mới phải vào bếp. Cho nên thôi hôm nay thì cứ làm review. Chị em nào mà thích làm món khoai tây nhất là các bé ở nhà, các bé bán khoai tây này thì tuyệt vời luôn. Em không lòng vòng, bây giờ em sẽ nói quy trình làm. Đầu tiên là chị em cứ mua mấy cân củ khoai tây này, củ tươi này về cứ thế cắt ra, tiết kiệm nhất. Ừ, cắt hình thù gì cắt, em là em cắt nhỏ này. Đấy, cứ đừng que này. Đấy, bởi vì hai đứa trẻ con nhà em nó thích ăn lắm. Nhưng bây giờ đầu tiên, anh chị em cứ gọt cái củ khoai tây ra, sau đó cắt nhỏ thế này. Cho tí muối vào, ngâm tí nước, sau rồi lắc đều, đổ hết nước ra. Sau đó đưa nguyên cái này vào ngăn đá tủ lạnh, bỏ 10-15 phút cho em để cho nó rút hết nước đi. Đấy, cho nó khô nhanh. Đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, giới thiệu cái lò. Cái đấy là một cái nồi nướng dạng cái nồi chiên không dầu kiếm lò nướng. Đấy, anh em mà có điều kiện anh em cứ sắm cái lò này, làm nhanh khỏe re luôn. Đấy, dụng cụ của nó là đó có sẵn rồi. Đây là review luôn cho hãng này luôn. Thì đầu tiên là có khoai tây anh em chuẩn bị đây rồi, thì ta cứ bỏ khoai vào. Đấy, ăn bao nhiêu thì gọt bấy nhiêu. Đấy, hôm nay làm thăm tham ăn nhiều. Đấy, mình cứ mạnh dạn mà làm thôi, bởi vì cái máy này nó gần như là chỉ cho vào đấy. Đấy nhá, lắc đều cho nó có gì có chảy cho cái chảy đó. Tóm lại là như này, cái máy như này xong mình khóa lại. Cái này có cái khóa đây. Đấy, có cái biểu tượng khóa đây, mình khóa lại. Đấy, mình khóa lại xong cái máy này nó rất là hay, dụng cụ nó đây đầy đủ rồi. Đây, nó có cái tay này là để đấy, để trường hợp khi nóng là mình lấy ra cho dễ. Bây giờ mình đưa vào lò, anh chị em nhìn vào đây, vào lò đơn giản thôi, có cái ray của nó đây, có cái ray của nó, mình đưa vào nhá, mình cứ đưa vào bình thường thôi, bấm cái này sang để tránh cho nó vào cái trục. Đấy, cho nó vào cái trục của nó. Đó, thế là ok rồi nhá. Thế này xong, đóng lò lại, cắm điện cho lò, rất đơn giản thôi. Bật nguồn lên, chế độ đây là chế độ khoai tây chiên đây, anh chị em nhìn cho rõ này, có chế độ hẳn rồi. Bấm vào chế độ khoai tây chiên, thì tự động nó set 15 phút và nhiệt độ nó tự set luôn. Mình cho nó khoảng thời gian 15 phút đi, nhiệt độ thì ở đây. Nhiệt độ mình có thể giảm được 195 độ là vừa, 190 đi, 185. Bật cái đèn lên nha anh chị em sẽ nhìn thấy này. Và bấm cái chủ chế độ xoay cho nó xoay đều. Đấy, cho nó xoay đều. Đây, nhìn thấy nó xoay đều như này, trong thời gian này chờ nó xoay trong vòng 15 phút, thế là có thành quả. Sau khi có thành quả xong thì anh em sắm cho em một ít bột phô mai của Hàn, rắc đều lên làm khoai tây lắc, quá ngon luôn. Làm túi bột này chấm tí tương cà nữa thì tuyệt vời luôn, không còn gì để chê. Đấy, bây giờ thì mình cứ chờ khoảng 15 phút là máy nó sẽ hoạt động xong, là anh em sẽ có thành quả thôi. Lát nữa anh em xem thành quả nhá. Còn bây giờ thì ta cứ chờ máy nó làm. Máy đã chạy theo hẹn giờ, là đã đến giờ, nó kêu đây, nó tắt tức là đã xong.
Đã xong thì bây giờ ta phải, nó rất là nóng, ta phải dùng cái này để lấy ra nhá. Ta phải dùng cái này để lấy ra. Cực kỳ nóng luôn anh em ạ. Đầu tiên ta phải mở lò ra này. Anh em nhìn dì sát vào để cho nhìn thấy khoai tây đã chín này. Nhưng nó rất là nóng. Nó rất là nóng. Mình phải dùng bằng công cụ này để lấy. Đây. Lấy. Bật cái này ra để tránh. Rồi. Thế là khoai đã ra lò nha. Bây giờ để đổ cái khoai này. Bỏ tạm đây đấy. Bỏ tạm đây nha. Bỏ tạm đây, bây giờ ta sẽ đổ khoai ra. Ok nha các bác nha. Rồi các bố các mẹ, sau khi mình lấy khoai ra đây, đây là rất giòn luôn, ngon. Mà để ngon hơn nữa, đây là thành phẩm rồi, bây giờ ngon hơn nữa này. Thì mọi người chơi cho em cái này. Chơi cho em cái này nha. Cái này gọi là bột phô mai Hàn. Rắc lên đây thành khoai tây lắc thì quá ngon luôn. Bây giờ em sẽ làm hai muỗng này thôi. Không cần nhiều. Lắc đây. Muốn ăn nhiều thì không, thực ra một muỗng là đủ thôi chứ mà. Hai muỗng có vẻ nó hơi nhiều bà con ạ. Giờ cho thêm tí thôi. Cho nó đậm đà, nó sướng bởi vì nó còn ở dưới nữa. Rồi, bây giờ trước tiên là em phải cất cái này cái đã. Để con lần sau. Đấy, sau đó chúng ta trộn cái này bằng cách gì? Trộn cái này em sẽ bày cho anh em trộn cái này bằng một cách đơn giản thôi. Em sẽ lấy một cái đĩa. Đấy nha. Quay cao lên chỉ xuống đây cho anh em biết này. Đã rắc phô mai này. Rồi. Đã rắc phô mai nha. Quay rõ vào để anh em nhìn thấy nó tươi mới như này có đẹp. Đẹp thế này cơ mà. Rồi, bây giờ bỏ cái đĩa vào. Bỏ cái đĩa vào đây. Giống như một người thợ chuyên nghiệp. Lắc 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 lắc. Đây gọi là khoai tây lắc. Lắc đều. Tuyệt vời luôn. Ăn ngon thì phải làm mất công đoạn một tí anh em ạ. Lắc 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 lắc. Rồi, để xem. Đấy, nếu cảm thấy mà lắc ở dưới đâu cho thêm tí nữa cho nó máu. Ăn cho nó đậm đà. Bởi vì mình lắc vừa lắc ở dưới lên. Mình cho thêm tí nữa. Wow. Quả này thì tuyệt vời luôn. Đây. Lại lắc. Lắc như kiểu là sóc đĩa ấy. Đấy, chớ sóc đĩa ấy anh em ạ. Rồi, tiếp tục. Thôi, quả này là ok rồi. Bây giờ đổ ra đĩa đi cho nó đẹp. Đưa ra mâm. Để ra mâm vào đây. Bỏ ra đây. Quay vào mâm. Rồi. Chuẩn bị một tí tương cà. Chỗ nó thoải mái. Rồi. Để đây cái đá nhá. Quạt thổi cho nó đẹp đẽ. Để đấy. Quá đẹp. Tiếp tục để món ăn này ngon. Để món ăn này mà ngon thì chúng ta cần phải có nước ngọt. Cần phải có nước ngọt nha. Làm mỗi người một cốc nước ngọt.
mỗi người một cốc nước ngọt. Quay ánh sáng cho nó chuẩn vào để cho mọi người thấy được thành quả của một đầu bếp nam. Tương cà chín xu này đơn giản thế này thôi. Coca-Cola là cái món khoái khẩu mà ăn cái đồ chiên giòn này rồi. Đấy, bây giờ mình bỏ vào mâm và tương cà. Thế là phục vụ các anh em, phục vụ các anh em mà thích ăn. Rồi, đây này, giòn mà ngon lắm, cái này phải thẩm mới biết được anh em, đẹp ngon. Rồi, chúc anh em thành công nha.